Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series 30 ngày bớt việc cùng Powtomate của Dataport. Ở video trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về Trigger, một cấu phần vô cùng quan trọng trong mỗi flow Powtomate Cloud. Và chúng ta đã nắm được rằng có tồn tại 3 loại Trigger để sử dụng tương ứng với các nhu cầu khác nhau là Trigger tự động, Trigger thủ công và Trigger theo lịch trình. Và ở video này, nối tiếp chuỗi kiến thức về Trigger, chúng ta sẽ cùng đi chi tiết vào loại Trigger đầu tiên là Trigger tự động. Trigger tự động được sử dụng khi ta muốn thực hiện một tác vụ nào đó một cách tự động ngay lập tức khi có hành động hoặc sự kiện nào đó xảy ra. Ví dụ như khi có email từ cấp trên gửi đến với nội dung quan trọng hoặc là khi có một task mới được ưa ra cho mình. Trong phạm vi video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trigger tự động thông qua một flow trong quy trình vận hành sự kiện mà mình đã demo trong video trước. Và kịch bản của flow này là ngay khi có người submit đơn đăng ký, vào Automate sẽ tự động tiếp nhận đơn điền, trích xuất các câu trả lời, sau đó tự động gửi email xác nhận đăng ký thành công và ghi lại thông tin của người điền để phục vụ cho các công tác sau này. Với kịch bản flow như trên, mình đã chuẩn bị sẵn một form đăng ký tham gia sự kiện với các câu trả lời đơn giản và một file Excel để ghi lại thông tin đăng ký. Ngay sau đây, chúng ta sẽ tiến hành thiết kế và xây dựng flow này để tạo flow mới với trigger tự động từ màn hình chính của Powtomate Cloud, tôi chọn Create trên thanh điều hướng ở bên trái, chọn Automate the Cloud Flow. Lúc này, sẽ có một pop-up xuất hiện yêu cầu ta điền tên flow. Lưu ý, tên flow này phải là tên duy nhất, không trùng lặp với các tên flow đang sử dụng. Sau đó, ta chọn một trong các trigger tự động mà ta mong muốn. Ở đây, ngay ở dòng đầu tiên trong danh sách trigger, mình đã có trigger mà mình cần. When a new response is submitted. Ngoài ra, ta cũng có thể search tên trigger mà ta muốn để tìm kiếm nhanh hơn. Hoặc các bạn cũng hoàn toàn có thể skip bước này và set up trực tiếp trong màn hình thiết kế flow. Chọn trigger này, sau đó chọn create. Sau khi chọn xong trigger, Power Automate Cloud sẽ đưa ta vào màn hình thiết kế flow. Và ta đã thấy trigger mà ta vừa chọn. Hiện tại, trigger này đang báo lỗi invalid connection. Do đó, ta sẽ phải cung cấp connection phù hợp để có thể sử dụng được. Mặc định, với trigger liên quan tới Microsoft Form, connection mà ta cung cấp sẽ chính là tài khoản Microsoft mà ta đang dùng để đăng nhập vào Powtomate Cloud. Sau khi đã có connection cần thiết, ta chọn Form. Ở đây, ta có thể lựa chọn trong danh sách các form có liên kết tới account mà ta cung cấp bằng connection cho trigger. Ta chọn Form đăng ký tham gia sự kiện. Sau khi đã có trigger, ta tiến hành setup các actions. Để thêm action đầu tiên, ta bấm một dấu cộng ở ngay giữa trigger, chọn Add an action. Lúc này, ta có thể lựa chọn trong số rất nhiều action từ các API được liên kết với Powtomate Cloud. Mình sẽ search form và chọn Get response details. Với action này, mình có thể liệt ra các câu trả lời từ đơn vừa được submit. Action này sẽ có hai tham số quan trọng bắt buộc phải điền là form ID và response ID. Với form ID, ta sẽ chọn theo tên form tương ứng với form được sử dụng trong trigger. Còn với response ID, ta sẽ sử dụng dynamic content, chọn response ID của đơn vừa được submit cũng là lấy được từ trigger. Tiếp theo, ta sẽ cần gửi email phản hồi tới người vừa điền form. Ta lại thêm một action mới. Trên danh sách action, search Outlook 365. Ta click see more để hiển thị thêm tất cả action khả dụng cho API này. Mình chọn action send an email version 2. Mình tiến hành điền các tham số bắt buộc. Với tham số to, người nhận, mình sử dụng dynamic content, chọn email được cung cấp bởi người điền form. Subject là tiêu đề. Mình điền thông tin cố định là xác nhận đăng ký tham gia sự kiện thành công. Và cuối cùng là body là nội dung email. Mình điền nội dung cơ bản như sau. Cảm ơn các bạn đã đăng ký tham gia sự kiện của Dataport. Action cuối cùng của chúng ta là ghi lại thông tin vào file Excel. Ta thêm action mới, search Excel online trên danh sách action. Chọn Add a row into a table. Ở đây ta lưu ý, để sử dụng action này thì file Excel chứa thông tin cần phải được format thành dạng bảng. Mình sẽ browse đến nơi lưu trữ của file Excel này. Sau khi đã xác định được vị trí của file Excel, ta tiến hành điền các thông tin trích xuất được từ form mới submit. Để hiển thị các cột có thể điền, tại Advanced Parameters, ta chọn Show All. Với từng ô thông tin, ta sử dụng Dynamic Content để lấy được dữ liệu từ câu trả lời tương ứng với form được submit. Sau khi đã thiết kế xong flow, ta save flow lại và test. Mình tiến hành điền form và submit. Sau khi đã điền xong, ta thấy được flow đã trigger và run thành công. Mình kiểm tra lại file Excel, thông tin người điền cũng đã được ghi lại. Và phòng thư, email xác nhận đăng ký thành công đã được gửi đi. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng Powtomate để giải quyết các bài toán tương tự, thì hãy like và subscribe để nhận thông báo mới nhất về series 30 ngày bớt việc cùng Powtomate nhé.